Hello, xin chào mọi người. Hôm nay video này là video quay trở lại sau 3 tháng của Hồ Minh. Thì mời mọi người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe nhé. Nhớ like và subscribe cho mình như mọi khi nha, để sau này mình có động lực làm nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.